Hi, xin chào các bạn và anh em đã quay trở lại từ game One Piece Final Chapter 2 cùng Trendly nha các bạn. Thì trong video này thì hiện tại là mình đang ở Đại Hải Trình. Thì bây giờ là mình phải kiếm một cái bãi farm ở Đại Hải Trình này để farm cấp độ mình lên cao cao các bạn. Chứ để như vậy thì bị những bạn khác hành sắp mặt. Thì hiện tại ở Đại Hải Trình này thì chỉ có mình và một bạn nào đó hem. Rồi thì điều đầu tiên muốn farm thì cần phải bơm thuyền ra cái đã bạn. Thuyền mỗi lần bơm ra cực lắm. Mình phải nhảy xuống nước, mình bơi lội như người cá mới bơm được. Đây nè, cho bạn coi nè ha, đó. Mình phải bơi lội như mới bơm, nó ra rồi đó. Ở trời đó, chưa ra luôn hả? Rồi ra chưa? Trời ơi, không chịu luôn, gì kỳ vậy trời. Bơm mấy chiếc thuyền mà mình cảm thấy là vô cùng khổ nha. Bơm thuyền là phải liều cả mạng sống. Rồi, bơi ra xa xa tí bạn. Rồi ra chưa? Lên liền, y. Vậy nghĩ cũng xui nữa à. Vậy mà lên không được. Cao quá các bạn, bị rớt xuống. Đau lòng thiệt. Nhưng mà không sao, con nhân vật của mình được bam ở Đại Hải Trình mà bạn, lo gì. Lo gì. Đó. Có thiền rồi. Giờ lên thiền thôi. Được lên hả. Bắt đầu tiếp tục cái chặng đường gian nan cực khổ của mình. Và sau khi mà qua được cái Đại Hải Trình rồi đó các bạn, thì mình đã mở được tam kiếm rồi hay. Đây nè, mình cho bạn xem này hay. Tam kiếm của Zoro nè. Rồi sẵn là mình cho các bạn xem chiêu thức của tam kiếm Zoro luôn. Tại vì mình xài Bicento thì cũng một hai video liền rồi. Bây giờ phải đổi vũ khí đã các bạn. Nhưng mà muốn đổi vũ khí nào đó mà ngon mà xịn sò đó thì cần phải có nhiều Billy. Đầu tiên là bạn phải có nhiều Billy hay không. Và bạn cẩn thận nha, mình nói rất nhiều trong video lần trước rồi nha. Có Billy thì bạn cố gắng mà xài đi hay không. Để mấy bạn khác đi săn các bạn mất Billy cũng vậy à. Mình trong mấy video lần trước mình đăng cho anh em xem rồi đó. Billy của mình 1.7.000, quýnh hồi lát còn 500m. Nổ 500m thì làm hư quá. Nổ quá các bạn. Còn có 500k. Công nhận thì không thể nào tin nổi. Nên là các bạn có Billy các bạn cứ xài đi hem. Hoặc là các bạn trốn các bạn yếm ở đâu đi. Chứ để mà mấy bạn kia đánh rớt là mệt lắm. Tại vì cái Billy là mấy bạn farm đã cực rồi. Mà giờ bị mấy bạn kia đi săn đánh rớt nữa là khổ lắm. Đó là mình cảnh báo mấy bạn hay không? Có Billy thì cứ đem giấu giấu. Hoặc là không không giấu thì bạn mở sạch hết đi. Nhưng mà nói giấu giấu là các bạn giấu cái mạng của mấy bạn đó. Chứ mấy bạn Billy trong người đâu có được. Đó, nên là mấy bạn cẩn thận cái điều đó. Có Billy, một là mấy bạn mua thiền hay nâng cấp thiền gì lên. Còn hai là mấy bạn mở rương hết đi. Tại vì mở rương thì bạn sẽ được vũ khí hay không? Mà mở lần nhiều rương nha các bạn, đừng mở lần một rương. Mình mở lần rương mình tận tới già rồi. Mở lần rương ra toàn gì đâu không à. Nhưng mà cũng tùy theo độ may mắn của mấy bạn. Mấy bạn mà mở rương vũ khí đó thì bạn ra cái phần menu của mấy bạn á, cái phần menu chính mà trong lúc mà vào game á, các bạn quay ra cái tỷ lệ may mắn rồi các bạn mới mở nha. Đây nè, đâu à? Đâu rồi ta, chỗ nào mình định chỉ anh em đâu mất tiêu à. Đây. Chỗ này nè các bạn. Chỗ này là một cái kỹ năng riêng biệt của mỗi người hay không. Thì mình hiện tại mình farm là mình quay được kinh nghiệm nè các bạn thấy không. Đó. Quay được kinh nghiệm nhân 1.5. Nên là mình farm nó sẽ khỏe hơn. Còn mấy bạn nào mà muốn lên Bailey hay là tỷ lệ may mắn các bạn quay được vũ khí xịn, cũng có những cái rất là hay ha. Chẳng hạn như Haki Bá Dương đó các bạn. Có Haki Bá Dương nha, chữ U nha. Nhưng mà các bạn phải may mắn lắm. Cái đó là cái dạng rất là hiếm gặp nè. Haki Bá Dương của xanh tóc đỏ, Haki Bá Dương của Luffy, rồi Haki quan sát của chú trời Ino. Toàn là những cái hiếm hiếm không. Nhưng mà mình nghĩ là khó được lắm. Thì mình thấy cũng có một số bạn được cái Haki của Zoro đó bạn. Kiếm mà bọc màu tím á, dạng aura tím luôn á. Cũng thấy có mấy bạn đạt được. Thì mình cũng có thấy mấy bạn đạt được Haki Bá Dương luôn. Nhưng mà cái điều đó nó rất là khó hem. Anh em phải tích trữ dòng quay cho nhiều nhiều vô. Rồi anh em quay. Anh em có Haki Bá Dương rồi anh em đi hành ta là đã. Róng ta cái người ta nằm đóng thì mình quất thôi. Mà cái Haki của xanh tóc đỏ không ngon bằng Haki của Luffy các bạn. Haki của Luffy là quất một cái là nằm la liệt luôn. Chạy hết cái lóng màu trắng ở trên. Nè. Chứ ví dụ như thế này hem, coi nhân vật của bạn nằm sẽ có một cái lóng màu trắng dài như thế này nè. Chạy hết cái lóng màu trắng thì con nhân vật của mấy bạn mới tỉnh dậy. Nhưng mà mấy bạn nghĩ xem, nếu mà chạy hết cái lóng màu trắng đó tầm 5 giây là coi như mấy bạn bứt nẹt rồi. Nói chi là hết cái lóng đó chắc là tầm 10 giây quá. Mình thấy mấy bạn kia róng mình sợ rồi.
mình yếu rồi, nên là bây giờ mình phải cày cuốc cho mạnh mẽ lên. Rồi dẹp cái vụ Haki Bá Dương đó qua bên đi em. Giờ mình đến cái đậu rum nè bạn. Khu vực mà băng nhóm Mũ Rơm đã tamin được Chopper đây em. Rồi coi như là mình bỏ cái thiền nó qua bên đi. Chứ lát mình xây thiền không được nữa, mệt lắm. Giờ vào đây mình farm nè. Thì ở đây thì mình không có farm được ở đảo nào hết các bạn. Cái đại hải trình này mình đã nghiên cứu rồi, chỉ farm được chỉ có một cái đảo rum này thôi à. Tại vì mấy đảo kia bậc Haki quýnh mình rống, chịu không nổi. Qua Vương quốc Alabasta nghiên cứu bển luôn rồi. Mấy thằng quân phản loạn chém mình rưa không. Quân phản loạn mình có Haki, mình thấy mình sợ quá đi. Đó qua đây farm mấy con này cho chắc theo. 460 đến 575 ngon lắm chứ bộ. Đó lại nhận nhiệm vụ farm thôi. Ở đây có boss nè mà thôi. Boss ra boss bất ghi đồ đánh còn không lại nữa à. Nói chi là cái con vua của đảo Rum này nguy hiểm lắm. Đó rồi móc tam kiếm ra chơi ha. Đó mình dụ từng con lại. Thì chiêu thức của tam kiếm Zoro thì nó cũng giống như là song kiếm của mình thường chơi vậy các bạn. Nhưng mà có điều là nó có hai chiêu mới em. Rồi mình sẽ cho anh em xem hai chiêu mới để mình dụ mấy con này lại. Chiêu mới đầu tiên là cái chiêu hình như số 3 đó. Anh em sẽ sấy lúc sấy heo, anh em cũng thường thấy Zoro sử dụng cái chiêu này nè. Còn chiêu số 4. Chiêu số 4 thì bình thường quá, tại vì song kiếm á thì nó cũng có chiêu y chang vậy. Đó, tam kiếm cũng y chang vậy, còn chiêu cuối cùng nữa bạn. Đó, mình sấy thêm một cái cơn gió thì là dài luôn heo. Và cái cơn gió đó sẽ mang theo sát thương và gây cho những cái kẻ địch mà đụng phải. Ngon không bạn? Quên bật Haki chứ. Mình bật Haki mình chém mới thấm. Đó, 30 máu chém lên 59 máu, đã quá rồi còn gì. Giỡn không? Quên, quên sử dụng năng lực của trái quỷ Yami nữa. Mình sử dụng 700 lần thì mình mới mở được trái quỷ Yami. Thấy chua quá các bạn ơi, các bạn thấy game này chua không? Các bạn ăn trái quỷ mà bạn cũng phải cày nữa này nè. Đây. 317 lần phải 700 lần thì bạn mới mở được cái chiêu này của trái quỷ Yami. Mình thấy xem bộ mình rưa quá. Thấy rống không chứ bộ. Có kệ không sao, lỡ rồi giờ biết làm sao giờ. Đâu mấy thỏ đâu hết rồi. Ủa mấy con nó đâu hết rồi ta. Trời đất ơi. Chết mà sao nó lâu bam dữ vậy. Này chắc mình nghĩ tầm 30 giây 35 lần là bam ra nè, bam ra nè các bạn. Mình nhớ lúc trước mình qua đây mà thăm dò bam lẹ lắm mà ta. Quay clip sao bam 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 chậm dữ vậy. Chậm chậm chứ lôi lôi đủ số lượng thì mình chà thôi. Đó, xoáy nó. Bu vô đây. Mà Haki quýnh rống nè, bu vô tờ rồi, mình quýnh, quýnh. Nè nè nè. Đó, chống cự tuyệt kỹ cuối cùng của tam kiếm Zoro rồi xong rồi đó. Mình thấy là rất bắp trùi trùi à. Còn con này đứng đây ngắm cảnh hoàng hôn gì lại đây luôn đi. Ngắm cảnh gì đâu á. Ủa, lâu quá các bạn. Tam kiếm này quýnh chậm quá. Chậm hơn cái Bisento luôn á. Cái Bisento cũng lẹ hơn hay không? Rồi để mình lấy cái Bisento ra. Cây này chậm quá à. Ti tam kiếm mà nó quýnh cái lượng sát thương nó không đã bằng cái Bisento. Bisento mình bật lên mình chém rưa không. Nè vô đây vô đây vô đây. Nó lên cấp liền. 250 là mình được một cái rương, một cái rương đồ. Nó lại nhiệm vụ tiếp. Rồi lấy Bisento ra nào. Đây. Thì mỗi con nhân vật thì chứa được hai vũ khí nha các bạn. Một là các bạn chứa súng, còn hai các bạn là chứa hai món vũ khí luôn. Đó, Bisento ra là ngon lành. Ủa gì kỳ vậy? Ồ, chuyện gì thế? Sao đấm móc ngược lên rồi mình xài Bisento mà. Kỳ vậy? Ê. Có gì đó sai sai đây nè. Nè, tam kiếm xài được sao Bisento mình xài hết được rồi ta. Mình móc cái Bisento không ra luôn các bạn. Đọc thì chứ. Ngộ rồi nha. Cảm thấy ngộ lắm luôn á. Mà khi quan sát lên chơi luôn. Đâu mấy thỏ này bu. Bu gì đàn đàn đám đám hay ứng nè. Quýnh mà nó lắc máy luôn. Vô đây vô đây vô đây.
nè nè, thổi bay đám thỏ tụi bay luôn. Ôi ôi, lạc quá các bạn ơi. Lên Haki chặt nó á, vậy nó mới ướng. Vô đây vô đây vô đây, là coi coi có nhau nhau mình như kiến vỡ bầy vậy. Rồi bây giờ lôi cái Bi Sinh Tô ra. Mình đang bật Haki nên là lôi không được, từ từ chờ hết cái Haki ở đây rồi mới lấy cái Bi Sinh Tô ra được đó. Rồi ok, được rồi nè, chém điên đầu điên ốc nè. 57 ủ kỳ ta, sao bà Haki lên chém có 57 vậy? Vậy là thua tam kiếm à, tam kiếm mà bà Haki lên chém 59 không, nhưng mà cái Bisinto này đó các bạn thấy không, có những cái chiêu vô cùng làm lố luôn này nè, chiêu số 5 nữa nè đó, mình quýnh nó sẽ lẹ hơn. Chém rống không, vô đây vô đây, chà nó tà gục tà gục đó, để mình xem có được gì hay không. Rồi đất thần ơi, 10 thổi sắt, 6 viên rá, 5 cây đinh, làm gì ăn, làm gì với cái thứ đó trời. Hư ơi, tính ra cũng xui nữa à. Có những cái món đồ vàng quý hiếm không cho mình, cho mình toàn 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 là món đồ dễ tìm, không đi tìm kho báu tìm cũng ra nữa. Đây này, mấy món này cỡ cho mình thì viên kim cương này, mấy này để bạc, hoặc mấy này cũng được đi, tôi cũng quánh cho toàn đinh với đá không. Ghét, nâng cấp cái Bi Sinh Tô lên đủ không ta, thiếu cái kia bạn ơi, thiếu này nè, này đủ nè, dây đủ nè, dây 15 nè, thiếu cái này nè. Ôi ôi, gần đủ rồi. Cái này chắc phải đi tìm quá. Nâng cấp Bi Sinh Tô lên, chém điên đầu điên ốc. Và nâng cấp tam kiếm lên nữa các bạn. Nói chung là những cái món đồ đó thì các bạn cứ trữ nhiều đi ha. Các bạn trữ càng nhiều càng tốt, để tương lai các bạn mở ra những cái món vũ khí mà các bạn xài luôn á, một món chính của các bạn xài luôn nha. Rồi bạn nâng cấp nó lên cho ngon. Chứ bây giờ thì bạn muốn nâng cấp cho mạnh cũng được, tại vì các bạn chịu khó đi tìm kho báu là bạn nâng cấp được à. 8 con, chỗ này thì lúc nào cũng 8 con. Đây mình có hai bản đồ kho báu nè. Này đâu rồi ta? Hình như là ở bên đây mà. Trời ơi, tìm món đồ kho báu, trời ơi, đâu đây? Thôi 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 thôi, rống rống rống, mình nó rống, mình nó chết, nó chết kỳ này. Lấy tam kiếm là mình quýnh. Thôi gọi mấy con nó bám lâu dữ rồi. Nè, bám lâu. Kéo đầu lại. Sấy nồng đó. Giỡn. Tưởng bam lâu à, vừa sấy xong rồi mình te le liền đó. Bà Haki quýnh quýnh cũng thốn lắm chứ bộ. Vậy là cái Bisento yếu hơn cái tam kiếm rồi bạn. Đúng rồi, một làm sao chống lại ba. Bình thường à, hai thanh cũng khá là mạnh rồi, giờ cái này tới ba thanh đó. Tiếp tục cứ vậy phát huy. Vậy mình lên 300 luôn. Mình farm đảo này mình lên 300 nè. Rồi mình mà mới về ở bên kia, mình về bên Biển Đông mình lộng hành bển. Mà nói vậy chứ lộng hành không nổi đâu. Đa số mấy bạn ăn trái quỷ hầm hổ làm lố không à. Muốn lộng hành đó là mình phải có cái chiêu Yami các bạn mới lộng hành được. Cái chiêu Yami ở bên đây cũng giống như One Piece OpenSea đó các bạn. Giọng xuống sau đó hút 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 vậy. Mạnh lắm nha. Nói gì chứ chiêu trái Yami mạnh à, có yếu đâu. Giỡn. Giỡn mặt, trời ơi. Ồ vậy, vậy cũng được luôn. Tưởng đâu cũng được, vậy cũng được. Mình quýnh đâu mà mình chạy đâu, tới đằng kia à. Con boss ở đảo này nó ra không ta?
Ở đây mình không thấy thông tin boss luôn, mà có nhiệm vụ nha, có nhiệm vụ để mình đánh boss luôn. Boss Mr. One nè, boss Raikudai nè, rồi boss ở đạo Rum nè, còn mấy con nữa đó. Hay hay hay, cái này mà có tân giới Rabbitmon Kaido luôn nữa, cái tựa game này mà chuyển sang điện thoại nữa là ngon lành cành đào luôn. Nhưng mà nói thì nói chứ đồ họa nó cũng khủng quá, không biết anh em có chơi hay không nữa. Tựa game này mình đang lên đâu có bạn nào ủng hộ đâu, ủng hộ ít lắm. Tuy là mình thấy là nó khá là hay á, nó hay hơn tựa game One Piece Open Sea luôn. Cái này là mình nói thiệt, One Piece Open Sea á, tuy là những cái bí ẩn bí mật đồ nó khá là hay, nhưng mà cái điểm trừ của nó đó đó là trái quỷ quá dễ tìm, nên là mình review trái quỷ bên One Piece Open Sea đâu được nhiêu được xem đâu các bạn. Mấy game này lên thì được khoảng đâu là mười mấy 20.000 anh em ủng hộ, còn riêng cái game Open Sea đó đang lên là 7-8.000, đang từng lễ mới được 10.000 anh em ủng hộ. Coi như là anh em thấy clip mình ít view quá đó, trời ơi tội tội nghiệp bạn ấy quá, vào ủng hộ bạn ấy một hai view gì đó. Chứ những cái tựa game dạng này thì nó nhiều view hơn One Piece Open Sea luôn. Tựa game này tuy mình thấy ít anh em ủng hộ thiệt, nhưng mà nó lại nhiều view hơn One Piece Open Sea. Ngộ ngộ kỳ thời vậy á, đúng chướng thiệt. Với mấy cái game này có những trái quỷ vô anh thần thoại lạ lắm các bạn, lạ lẫm lắm, nhưng mà cần phải có CP để ăn đó. Cái CP đó là một cái rất là chát luôn á, tại vì anh em chơi cái game này á thì anh em muốn ăn rất là nhiều trái quỷ để anh em test thử, nhưng mà lại 850 Robux thì anh em thấy chua không? Mình thấy còn chua nữa mà. Còn anh em muốn quỷ trái quỷ thì anh em phải có CP, mà có CP thì anh em phải treo vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, mà vài tiếng đồng hồ chưa chắc anh em được 1690 CP nữa. Mình tính là một tiếng anh em lấy được 5 cây cờ đúng không, là 5 cây cờ luôn á. Từ phút đầu tiên anh em vào anh em chiếm cờ là lên tầm 60 phút là anh em chỉ được 300 CP thôi, mà 3 tiếng đồng hồ thì anh em chỉ được có 900. Mà anh em thấy chưa, anh em thấy là mình treo cái tựa game này khủng khiếp cỡ nào chưa, 3 ngày mình mới có đủ CP để quỷ một trái quỷ, không phải vỡn đâu anh em. Cũng muốn dễ thì nạp Robux vào, mà Robux 850 Robux là đâu phải là chuyện nhỏ, nó cũng tính ra hàng đô của các anh em. Nếu mà anh em nạp hàng bằng visa quốc tế, còn anh em mua ở trên nhóm hay trên group hay là trong mấy cái web thì mình không biết em, nhưng mà lúc trước mình có mua web một lần là 50.000, là như là được tầm đâu 300 á, 300 hay 400 gì á, như là 300 ta tặng thêm 100 nữa là 400, nó rẻ hơn rất là nhiều anh em mua ở trong Roblox. Bởi vậy Robux giờ khan hiếm lắm bạn ơi. Một là vác tiền đi mua, còn hai là anh em tạo group có thể là bán áo bán quần gì đó để được một chút ít theo. Thì mình cũng nhờ sự ưu ái của rất nhiều anh em và các bạn ủng hộ thì mình mới có được một số Robux nho nhỏ. Thì cái game One Piece Legend lúc trước mình quay đó bạn, mình quay review trái quỷ thì cũng nhờ anh em mua áo mua quần để mình có Robux để mình review trái quỷ cho anh em xem á, chứ không phải dễ đâu. 100 Robux thì mình còn mặt mày cố gắng mình bỏ ra. Ủa game này gì quánh 800 Robux rưa không. Game này thì mua cái game pass mà tìm trái quỷ được các bạn, được được ngon. Game này mà có trái quỷ với cấp độ là anh em hiệu lệnh thiên hạ đó, mà nói hiệu lệnh thiên hạ cũng chưa đúng, phải cần có thêm gì nữa ta, à vũ khí ngon, anh em phải có một món vũ khí ngon lành cành đào ở đây này không, đâu rồi đó. Anh em là phải mở được 4 cây vũ khí ở đây, một là cây của con trai Bitmon, còn hai là cây của Bitmon, ba là cây của Kaido, còn cây này là mình không biết là của ông nội nào hết. Cái đó là phải search tên trên Google, nhờ chị Google tìm kiếm mới ra thôi, mình không biết nó là của ai hết. Để mình lên trển, con boss có trển không ta, cũng chả biết mấy giờ boss ra nữa, tại vì ở đây thì có để khung giờ, còn ở bên Đại Hải Trình này không có khung giờ bạn ơi, chỉ là biết có boss nhưng mà không không biết là xuất hiện giờ nào thôi. Mình biết vị trí thì lâu lâu mình lại đó mình đứng mình canh,
Rồi sau đó là mình đặt ra một cái lịch, đặt ra một cái giờ thôi. Thì nếu anh em nào mà rồ mà xem được clip này á, anh em biết giờ bot nào mà xuất hiện ở bên cái đại hải trình này nha. Chứ riêng mà ở bên biển Đông thì đây anh để rồi, đại hải trình này không biết nè, Mr. One nè, vua của đảo Rum nè, rồi Rekudai nè, xuất hiện mấy giờ mấy giờ, hiện nay anh em có thể comment thông báo cho mình thêm để mình đi đánh cho bạn xem. Ơi mình có chiêu này cho ngu dại dùng xài các bạn. Đó. Ngon chưa? Mình có chiêu N nè. Cũng là chiêu cuối mà bạn. Mình được hai chiêu cuối rồi em, quên nữa. Quên xài chiêu này nãy giờ luôn á. Farm từ đầu tới giờ mà chưa có đụng chạm tới. Đây 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 cho anh em xem nè. Đây em. Đó mình đăng chiêu này rồi 45 điểm của mình giờ dư ra điểm luôn nè. Bây giờ không lên điểm luôn mới đọc có chứ. Gì đây? 460 là mình được tham gia cái nồi này hả? Ngon ạ. Mình chắc mình phải đổi nghề nghiệp đây quá. Bác sĩ như vậy là không ổn à. Tình hình không được khả quan cho lắm. Quên mình nói là mình farm xong rồi mình coi thử boss xuất hiện đây hay không hay không. Sẵn mò mò lại xuất hiện rác quỷ sao? Ở gần Giáng sinh tới nơi rồi. Cái đảo này quá đúng y y cây cờ, quên nữa. Farm nãy giờ mà có cây cờ nằm đây thì tăng điểm mình ngon quá rồi. Nhưng mà oh my gosh, 40, thấy 40 sao mình sợ sợ sao hết ta. Gì mà tới 40 trên 40 dữ vậy. Mình tưởng nó cây cờ bên đây thì cũng cho lên 2 điểm đi, 1 điểm. Thôi ơi 1 điểm mà 40, nó gấp ở bển gần phân nửa rồi. Bển là 25 bên biển Đông á bạn, còn đây là 40, hơn hơn 15 rồi. Ui rưa không, thôi nó nói vậy cũng bá chiếm chứ. Quên sử dụng trái quỷ nè, mỗi lần farm mà phải vô sử dụng trái quỷ để cho nó có điểm để mình có chiêu 700 mình xài, mình qua bên kia mình phụ giúp mấy bạn kia. Các bạn có nghĩ là mình nên mua cái game pass tìm trái quỷ không? 3.000 rubles lận á, mà game này ít các bạn ủng hộ quá. Nếu mà nhiều các bạn ủng hộ thì mình mua cái game pass đó thì chuyện rất là bình thường, tại vì mình cố gắng mình nạp tiền vô mình mua. Nhưng mà đây ít các bạn ủng hộ mua game pass tìm trái quỷ thì cũng khá là uổng. Tại tại trái quỷ thì cũng có những bạn khác cho mình được mà, nhưng mà mình muốn là tìm trái quỷ rồi sau đó là phân phát cho những anh em vào chơi game này để không bị những các bạn nước ngoài khi dễ. Tại vì mình cũng đã từng vào game này và farm phùng một các kiểu bị rất là nhiều bạn nước ngoài khi dễ nha. Thấy là dí giết mấy bạn, thấy là dí giết mấy bạn thấy trong video lần trước rồi đó. Họ canh mình farm một tí rồi sau đó là mình có tiền họ qua họ đánh chết, không biết là họ vào được bao nhiêu Bailey không, nhưng mà mình tiền mất tật mang. Nhưng giờ mình có khoảng đâu 154.000 đi đó, họ qua họ đánh tí là mình còn đánh chừng 2-3 lần cái là mình còn khoảng 7 mấy ngàn, đau lòng lắm. Còn anh em nào mà giữ cả mời thì thua quýnh rớt một lần 300-400 ngàn Bailey, chịu gì nổi với anh em. Nên là giờ mình muốn mình mạnh mẽ. Thứ nhất đó là để cho người nước ngoài họ xem là người Việt Nam của mình là không phải là dạng dừa đâu. Và cái thứ hai là để giúp đỡ những anh em. Có những anh em nào đó mà mới chơi game này không có trái quỷ thì mình sẽ, nếu mà có game pass thì mình sẽ cho anh em trái quỷ không? Để cho những bạn nước ngoài không khi dễ nữa. Tại vì mấy bạn nước ngoài thấy khi dễ lắm các bạn. Quýnh xong cái lại kêu núp, là kêu gà. Mà trong khi không nghĩ lại mấy bạn đó đã chơi bao nhiêu năm rồi. Chơi mà đến có một cái danh hiệu ở phía trước luôn là cựu hình viên lâu, còn mình chơi game này có nhiêu, chưa đầy tháng, chưa đầy tháng mà mình có thể gần bằng họ rồi. Nói chung là cái độ chịu cày của mình là mình muốn cày game nào là độ chịu cày mình khủng lắm, nên anh em cứ yên tâm đi, mình cày game này full luôn cho anh em xem nè. Cho dù không có sự ủng hộ của các anh em trong những video của mình nhưng mà mình cũng phải cài full cho người nước ngoài họ xem. Rồi nếu mà lốt biết ra thì mình cài lốt biết thấy không? Ơi 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 gì nè? Ô không phải, không phải các bạn ơi, mình tưởng đâu là ông vua đảo Rum.
Hóa ra một con thỏ à. Vậy là nó xuất hiện tầm khoảng đâu là 16 giờ. Đâu quýnh, quýnh thử đi, giờ nhận 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 nhiệm vụ chi các bạn? Vậy là xuất hiện 4 giờ ở đảo này rồi. 4 giờ, 4 giờ 25 mà mình nhớ hay không? Nhớ, mình nhớ. Rồi giờ bập thử nè. Haki đồ lên các kiểu chứ. Coi đây chịu đánh đâu mày? Nó không chịu quất mình hay sao quá ta? Cái con này dạng thỏ thỏ đầu đàn nè bạn ơi. Ui. Đào gốc. Cứ mình chưa kịp thấy mặt trời lặn, mặt trời mọc như thế nào luôn. Gì ra ra mình nghe bập xong. Chờ. Chờ liên hoàng đấm với mình con thỏ này dữ. Thật mạnh quá các bạn ơi. Mạnh quá sức tưởng tượng của mình rồi đó. Mình tưởng đâu cũng cùi lắm, mình lại mình bập thử coi như thế nào. Đúng là vua thỏ hay không? Nó có haki luôn. Bập quá, chịu không nổi, chịu không nổi. Gì? Gì mà anh vừa lú đầu ra quất mình chưa tới 3 giây. Hay hay hay. Mấy thỏ này có ông vua hay đấy. Mình tưởng đâu vua vua của đảo Rum chứ nào ngờ. Thỏ già này. Lại mình bập tay nè, tại vì mình cũng đâu có nhận nhiệm vụ thử đâu các bạn, nên là cũng đâu biết gì đâu không. Chứ chờ cỡ mà nhận nhiệm vụ thử thì mình thấy đây nè nó, là mình biết nó. Giờ mình lên mình đập nó nè. Rồi. Mất rồi các bạn. Đi cùng vợ đây mà. Lên. Tiếp tục. Đừng có trốn. Mày quýnh anh đã rồi mày trốn hả? Ai cho lý nào là vậy? Là cô. Nhìn nhìn nó oai phong dữ nhờ. Y mình leo trên mình quýnh xuống. Có lý không? Có lý không? Mình leo lên trên, mình quýnh xuống. Nó quá. Mình đứng đây nè. Ngon. Đứng đứng đây bắt đầu mình sấy chiêu đồ xuống. Mình coi coi nó làm gì được mình. Ơi chạy lẹ. Ơi. Ơi. Nó già đét gì vậy? Ui, 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 con thỏ kia. Ồ, năm mù. Đúng. Chạy lẹ dữ tật 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 tật. Ui, ui, bị chạy lẹ dữ vậy. Rồi xong. Dạ thì chứ. Mình tưởng đâu mình lên kia là ngon rồi. Chơi. Chơi lắp tiết là luôn các bạn. Cho mình xuống đây mình chuối mà. Con quỷ này. Cừ. Ghê vậy ta. Tại con dỗ kìa. Nằm chết rồi cũng không tha nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi, 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 thôi. Cái con này chắc kéo kéo mấy anh em, mấy bạn nào chưa lâu năm mới chà nổi nó, nhưng mình thua à. Mình vừa lỡ tán à. Rồi xong luôn. Mình chưa kịp đứng dậy nữa, chưa kịp lại đụng nó gì hết là tán bọp 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 đứng chợn tán biết ngay mà, vừa lỡ lẫn lạc trong mã mình rồi. Rồi thôi vậy nha anh em, thì mình cũng cảm ơn đa số anh em và các bạn đã bỏ mất thời gian để theo dõi video của mình trong ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay coi như mình farm thùng vậy thôi, mình sẽ tiếp tục cái chặng đường farm của mình ha. Còn video này thì chẳng lẽ là mình để cho anh em ngồi xem cái cuộc hành trình farm của mình là sao được em. Rồi thì mình cũng cảm ơn đa số tất cả anh em và các bạn đã bỏ mất thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video tiếp theo của mình về tựa game One Big Final Chapter 2 cùng Chen Ly nhé bạn. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.